Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Chào mừng đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay theo yêu cầu của quý vị khán giả, Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy cha 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 căn nhà ngoại ô. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Tiết mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Ok, trong bài này chúng ta sẽ nhảy theo phong cách cha cha lai đan và chúng ta chỉ đi theo một hướng thôi. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 câu nhạc 8 trong tất cả tổ hợp. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 5, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 6, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 7, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 8, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 9, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 10, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Và đến đây chúng ta lại lặp lại, đi lại từ đầu tiên. Và bây giờ xin mời các bạn vào phần hướng dẫn chi tiết. Thì hai câu nhạc 8 đầu tiên chúng ta sẽ có bước cha cha cơ bản dọc. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân trái bước lên sẽ đếm là 1, 2, 3 và 4. Tiếp tục chân phải lùi 5, 6, 7 và 8. Tiếp tục lần 2, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Vậy là ta có hai câu nhạc 8 đầu tiên là bước cơ bản dọc, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai câu nhạc 8 tiếp theo là câu 3 và câu 4, thì chúng ta sẽ có bước cha cha đi ngang, được chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là chân trái này, chúng ta sẽ bước vắt qua chân phải và chéo 45 độ, được chưa ạ? Cái lòng bàn chân các bạn nhớ chúng ta để gì ạ? Check ra. Cái lòng bàn chân các bạn để bước chéo lên cho mình, bước chéo lên 45 độ, được chưa ạ? Chân phải làm trụ, chân trái bước chéo lên 45 độ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là tiếp tục là 3 2 đúng không? Và chúng ta di chuyển ngang 3 và 4, được chưa ạ? Tiếp theo, chân phải này làm tương tự như chân trái đúng không? Chúng ta lại đi lùi về phía sau, chéo về phía sau, các bạn chú ý nhé, chúng ta không đi lùi sang sau, chúng ta không đi hẳn về sau này, không đi hẳn ngang sang này, mà chúng ta sẽ bước chéo chân một góc 45 độ nhá. Thì chúng ta sẽ bước chéo chân về lại tiếp tục 5, 6, 7 và 8. Và 8 thứ 3 và thứ 4 này, thì các bạn sẽ bước chân trái mình làm lại này. Nào, chúng ta bước vào này, sẽ bước này, chưa ạ? 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp tục lần thứ 2, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Được không ạ? Ok, thì chúng ta sẽ có, được chưa, 4 câu nhạc 8 đầu tiên này. Bắt đầu này, chân trái bước lên này, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp tục đi sang ngang, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Được không ạ? Ok, đến đây thì trụ ở trên chân phải nhé. Chân trái chúng ta đang kiễng chân này, để trợ mũi chân, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 8 thứ 5 và câu 8 thứ 6. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 bước mở tiến, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ có mở tiến, bước mở tiến chân ra, mở tiến, được chưa ạ? Ok. Rồi, thì đến 5-2 bắt đầu mở tiến này. 5-2 mở tiến thì tay này các bạn biết rồi đúng không? Chân trái thì tay trái ở dưới, tay phải ở trên, được chưa ạ? Tay các bạn có thể làm điệu, làm dáng như nào tùy các bạn, được chưa ạ? Đấy, ok, thì biết tay này ở trên, được chưa ạ? Chúng ta mở cái tay này ra, chúng ta mở cái tay này ra và chúng ta mở vai ra, được chưa ạ? Cái này mở vai cho các bạn nhé. Các bạn chú ý là này, đấy, mở vai ra nhé. Đấy, ok, thì tay ở dưới thẳng, tay ở trên, được chưa ạ? Mở ra, đúng không? Đấy, các bạn để ý cho mình. Rồi,
Tiếp theo này, rồi mình vào này. Ok, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Tiếp tục 6, 2 cũng mở tiếng. 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Ok, các bạn nhớ là trong cái bước mở tiếng này thì các bạn phải nhờ cái tay ở trên, các bạn phải mở cái vai ra nhé. Mở cái vai ra thì nhìn trông nó mới thoát, được chưa? Đúng không? Nếu các bạn mà để như này thì nhìn không thoát đâu, cái vai nó đóng lại như này thì người nó không thoát. Nào, mình sẽ đi liền ba câu này, chưa? 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, được chưa? Ok, tiếp theo đến câu 8 thứ 7 và câu 8 thứ 8 này thì chúng ta sẽ có 4 bước mở tiếng. À, chúng ta sẽ có 4 bước xoay nửa vòng, được chưa? Thì đến đây này, được chưa? 5, 6 rồi đúng không? Tiếp tục này, 7, 2, chúng ta sẽ có bước xoay nửa vòng. Tiếp tục 3 và 4, tiếp tục bước 5, 6, xoay nửa vòng, được chưa? 7 và 8, được chưa? Tiếp theo cũng là 8, 2, bước tiếp tục 3 và 4, được chưa? Và cuối cùng 5, 6, xoay nửa vòng đúng không? 7 và 8, chú ý đến 7 và 8 đây thì mặt chúng ta lại xoay về đây các bạn nhé. Mặt chúng ta lại xoay về đây nhé. Tiếp theo đến câu 8 thứ 9 và câu 8 thứ 10 này. Thì sau khi là 4 cái bước mà xoay một nửa vòng rồi đúng không? Thì các bạn bước về đây, các bạn bước về đây, bước sang 5, 6 thì 7 và 8 mặt là quay về hướng 12 giờ đầu tiên đúng không? Tiếp theo này chúng ta sẽ có bước mở lùi. Mở lùi thì chúng ta sẽ chân trái bước lùi về, được chưa? Sẽ lại là 1, 2, được chưa? 1, 2 tay, được chưa? Tay các bạn lại đưa lên giống tương tự như cái bước mở tiến ý, đúng không ạ? À, ok, cái chân nào mà chưa lùi về thì tay đó ở trên, được không ạ? Thì chúng ta sẽ có động tác như này đúng không? Đang như này đúng không? Tiếp tục 7 và 8 đúng không? Tiếp theo này 9 nhá, 2 và bước về đây 3 và 4, được chưa? Và tiếp tục mở tiền lùi 5, 6, 7 và 8. Lặp lại một lần nữa, tiếp tục 10, 2, 3 và 4. Tiếp tục 5, 6, 7 và 8, được không ạ? Và đến đây chúng ta lại lặp lại tổ hợp ghi lại từ cái câu 8 đầu tiên đúng không? Ok, bài này thì toàn là những bước cơ bản thôi, rất là dễ. Bây giờ mình sẽ logic lại tất cả các bước và đi lại một lần để cho các bạn cùng đi với mình nha. Ok, nào, chân phải làm trụ, chân trái chuẩn bị này, 5, 6, 7 vào này, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 9, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 10, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.